ngày tháng vẫn vội vã như là sóng đánh bờ cát, nhìn về tương lai mịt mù đôi chân con lúc hoang mang, những ngày mệt mỏi có nói với mình chỉ cần niềm tin vẫn cháy trong lòng thì những gian khó rồi sẽ biến tan đi như chưa từng. Cuộc sống vẫn cam dỗ bao cạm bẫy đang chờ ta, đừng vì xa hoa để rồi sẽ đánh mất đi tất cả, và xin được không nếu quá mỏi mệt vẫn còn thương yêu bên ta vô về, hãy tin ánh sáng vẫn luôn phía nơi. Dạo này Đồng Giang nó ngoan ghê à, ít có ra ngoài. Phải vậy chứ con, hai vợ chồng bay cứ ra ngoài hoài, để thằng nhỏ nhà một mình tội nghiệp nó. Phải có lý do chính đáng á thì con mới ở nhà chứ mẹ. Mẹ cũng biết rồi mà, còn ghét nhất là bị tù túng ở nhà đó. Lý do chính đáng của con là gì? Làm vợ, làm mẹ thì cũng phải nên ngoan ngoãn, quan tâm tới gia đình một chút. Dạo này ba thấy con nói những câu lạ lắm nghe. Ủa, tại sao á chỉ có đàn bà mới phải ngoan mà đàn ông thì không phải ngoan hả ba? Đó là ba nói vậy thôi, chứ đàn ông, đàn bà đều phải biết hy sinh cho gia đình. Ba nói vậy đúng không Tùng? Dạ đúng ba. Thôi con buồn ngủ á, con đi ngủ trước đây. Không biết hôm nay ăn cái giống gì mà buồn ngủ sớm dễ sợ. Thôi tôi cũng đi nghỉ đây, mai phải về sớm đi tỉnh ký hợp đồng. Ông nghỉ trước đi. Dạ ba ngủ ngon. À quên nữa, mẹ còn tập cuối của phim truyền hình, mẹ lên coi cho hết đã. Dạ. Con cũng đi ngủ sớm đi. Dạ con đọc báo với uống trà xong con sẽ đi ngủ sau. Ừ, nói con Liên nó dọn dẹp nha. Dạ. Liên, anh có chuyện muốn nói với em. Em lại anh, anh làm ơn tránh xa em ra đi. Mấy ngày nay anh như muốn phát điên lên, anh cần nói chuyện với em. Em hãy nói cho anh biết đi, có chuyện gì xảy ra với em để anh còn cứu em được chứ? Cách duy nhất để mà anh cứu được em là anh hãy tránh xa em ra đi. Liên, you
em nên làm cái gì vậy Đồng Giang? Anh xin em, bây giờ em muốn làm cái gì anh cũng được hết. Em hãy tha cho Mỹ Liên đi mà Giang. Cô ta là dì của anh mà anh lại gian xin cho cô ta. Anh Giang ơi, anh biết anh sai rồi. Tất cả mọi tội lỗi đều do anh gây ra. Bây giờ em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Tha cho cô ấy đi. Anh muốn tôi trừng phạt anh và tha cho nhân tình của anh hả? Còn cô, cô có biết hậu quả của việc giật chồng người khác là như thế nào không? Em biết lỗi của em rồi. Em xin chị hãy tha thứ cho em. Đồng Giang, có gì từ từ nói, đưa con dao cho anh. Anh tránh ra. Anh mà bước tới nữa thì đừng trách con dao này không có mắt đâu, nghe chưa? Anh biết rồi. Anh đứng yên đây, em bình tĩnh đi. Giết người là đền tội đó, đừng giận quá mất khôn. Đưa con dao đây cho anh. Anh lo cho tôi tù tội hay là lo cho tính mạng nhân tình của anh? Em nghĩ sao vậy? Em nghĩ sao mà anh đi lo cho con người này? Cô ấy chỉ là đồ chơi của anh thôi. Người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh đó là em. Là em, em mới quan trọng với anh. Em là mẹ của con trai anh. Giang ơi, nghe anh nói đi. Anh tưởng tôi tin những lời nói này của anh hả? Anh đang dàn trận giả cứu nguy cho nhân tình của anh thôi. Được, tôi sẽ dùng gậy ông đập lưng ông. Anh nói em là người quan trọng nhất của anh, vậy mà anh đi ngoại tình với cô ta. Cô ta có gì hơn em chứ? Thà anh đi ra đường ăn bánh trả tiền em không tức, nhưng mà anh lập phòng nhì với cô ta em không thể nào chấp nhận được. Em thử nghĩ đi, có người đàn ông nào ra đường mà không ăn chơi? Có loại người thích ăn bánh trả tiền, nhưng gái đương được, gái quán ba, em nghĩ sao? Cái loại gái đó làm sao mà xứng với anh được? Sợ gì anh tìm tới một cô sinh viên thì cũng giống như người ta, tìm tới rau sạch cho nó an toàn thôi mà. Những lời nói đó có thật không? Hay là anh lại lường gạt em thêm một lần nữa? Làm sao mà em có thể tin anh được chứ? Anh có biết là em đã đau khổ, đã tổn thương như thế nào khi biết được hai người sống cùng nhau hay không? Hai người có biết là hai người đã làm gì tôi hay không? Được, em không tin anh thì anh có thể thề trước mặt em. Anh thề, anh mà có tình cảm gì với Mỹ Liên, ra đường cho xe cán chết anh cho rồi. Cô ta chỉ là loại gái qua đường với anh thôi. Được, bây giờ em tạm tin anh. Em nghĩ một người như anh chẳng bao giờ đánh đổi gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan, cuộc sống giàu sang vì một tình yêu vớ vẩn như vậy đâu. Cảm ơn em đã hiểu anh. Anh không bao giờ dám đánh đổi em và con để lấy bất kỳ thứ gì trên đời này hết. Anh, you
vì chồng tôi đã biết ăn năn hối cải, nên tôi sẽ tha thứ cho cô. Nhưng mà tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì không thể bỏ qua. Cô phải xin lỗi tôi và thề độc không bao giờ gặp chồng tôi nữa. Nhưng đây cô cũng phải nói lời xin lỗi ba mẹ cô và cả dòng họ cô vì đã cướp chồng người khác. Tôi sẽ quay lại để làm bằng chứng. Nếu mà cô dở trò thì tôi sẽ gặp ba mẹ cô và đưa cho họ xem con gái của mình như thế nào. Chuyện đơn giản như vậy để đền bù cho cái việc mà cô giật chồng người khác có được không? Nói. Em đã phạm tội tày trời, giật chồng của chị. Giờ đây em đã biết tội của mình. Con cũng xin ba mẹ, ông bà, cô dì, chú bác hãy tha thứ cho đứa con gái hư thân này. Con đã phạm phải sai lầm lớn trong đời, cũng vì con quá nhẹ dạ cả tin vào những lời nói ngon ngọt của người đàn ông này. Con biết mình chỉ là món đồ chơi trong tay của anh ta. Em xin thề với chị, không bao giờ em gặp mặt người đàn ông này nữa. Xin chị hãy tha thứ cho những tội lỗi mà em đã gây ra. Nếu em tái phạm, em sẽ chấp nhận mọi sự trừng trị của chị. Giờ em muốn anh thề không bao giờ gặp lại người con gái này nữa. Nếu như mà anh vẫn tái phạm thì chắc chắn là anh sẽ không bao giờ được chạm vào con của anh. Được, anh thề sẽ không bao giờ gặp lại Mỹ Liên nữa. Nếu như anh làm sai lời, anh sẽ không bao giờ gặp được con trai của anh. Cô có nghe rõ những lời chồng tôi nói chưa? Mày giỏng tai lên nghe rõ lời tao nói. Nếu như mà mày còn lén phén với chồng tao một lần nữa thì tao thề, tao sẽ tạt axit lên gương mặt xinh đẹp của mày, đến khi dung nhan của mày thành một con quỷ. Thì mày nghĩ đi, liệu mày còn đi quyến rũ chồng người khác được nữa không? Nhìn thẳng vào mắt tao nè, tao là con đàn bà, dám nói, dám làm. Tao không bao giờ hù dọa người khác đâu. Em à, em nhớ lời chị nói nha. Em đừng bao giờ mà quyến rũ chồng chị nữa, nghe chưa? Dạ, em nhớ, em hứa. Em ngoan lắm, em tốt lắm. Hạ Mang, còn bây giờ thì biến khỏi đây, về căn phòng chung cư của mày dọn hết đồ đạc ở đó. Sáng mai tao qua mà còn thứ gì tao đập thứ đó, nghe chưa? Tao sẽ xóa sổ cái tổ ấm của mày và cái gã đàn ông này. Còn ở đó làm gì nữa? Biến. Hãy
Anh đóng kịch cũng giỏi lắm. Cô ta ngây thơ và có vẻ tin anh, nhưng còn tôi thì không. Bây giờ thì không cần phải đóng kịch nữa. Ở đây chỉ có hai chúng ta. Cô nói đi, cô muốn cái gì? Tôi thật sự không còn cách nào để níu kéo cuộc hôn nhân này nữa. Sao mà nghe giọng anh nói tôi ngửi thấy được mùi tanh rồi. Anh muốn ly dị với tôi để theo nhỏ đó hả? Thật sự bây giờ tôi đã quá mệt mỏi. Được, tôi sẽ chấm dứt mọi chuyện theo yêu cầu của cô. Đưa đơn đây, tôi ký cho. Anh tưởng tôi có thể buông tha dễ dàng vậy sao? Để cho hai người đến với nhau sao? Đừng có hòng. Bây giờ cô muốn cái gì? Tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Cô muốn sao? Tôi muốn anh dậm chân tại chỗ. Tôi muốn anh chết dí ở đây. Tôi không ly dị anh nữa. Cứ trên danh nghĩa vợ chồng đi. Anh mà lén phén với con nào tôi đập con đó. Cô thật là nham hiểm mà. Từ nay anh ngoan ngoãn đóng kịch trước mặt con trai anh đi. Nếu không tôi sẽ cho nó biết chuyện này và xúi nó từ mặt anh ra luôn đó. Giờ thì tôi qua ngủ với con đi. Cô... Thấy chị bé Ba và anh Cảnh nên duyên vợ chồng, em cũng mừng. Tuy đám cưới đơn giản, nhưng em nghĩ là hai người sẽ rất là hạnh phúc. Em à, anh muốn sửa lại nhà cho đàng hoàng. Sau khi sửa nhà xong, hai đứa mình làm đám cưới nha em. Được ở bên cạnh anh mỗi ngày, được nhìn thấy anh là em hạnh phúc lắm rồi. Chuyện đám cưới anh cứ từ từ, anh lo chuyện gia đình với công việc trước đi. Em không biết anh nôn nóng chờ đến ngày được làm chồng chính thức của em ra sao đâu. Anh muốn cả thế giới này biết em chính là người phụ nữ của anh. Anh cũng cần đổi cái xe này đi. Nó cũ kỹ quá rồi mà lại hay hư giữa đường, rất bất tiện cho anh. Đâu có được, tôi phải để dành tiền để cưới vợ chứ. Cô có biết vợ sắp cưới của tôi là ai không? Là cái cô dạ thương, hiền lành, dễ thương đó đó. Anh lúc nào cũng giỡn được. Giỡn nào giỡn? Tôi nói thiệt chứ bộ. Trời ơi, tôi thèm cưới vợ lắm rồi đó. Tính sửa xong cái căn nhà này là cưới cô liền đó. Thôi anh đi đi, ngoài thị trấn còn nhiều chuyện cần phải giải quyết lắm, sợ chiều về không kịp đó. Được, anh sẽ đi, nhưng mà phải với một điều kiện. Em phải trả lời anh một câu hỏi, là em có chịu lấy anh làm chồng không? Trả lời nhanh đi, để anh còn đi nữa, không là anh ở lì đây luôn á. Thì có. Có thương anh không? Dạ thương. Có yêu anh không? Dạ yêu. Nói giữ lời nha, anh đã kịp ghi âm hết rồi đó. Mai mốt á, mà không giữ lời hứa sẽ bị kiện ra tòa vì cái tội thất hứa đó. Em biết rồi. Cảm ơn em. Anh đi nha, em có cần mua gì không? Không cần đâu, anh đi tranh thủ về sớm. Chị em nấu món
anh thích, đợi anh về ăn cơm nghe. Anh đi nha. Anh này. Thương. Chào Giang, Giang tìm anh Minh hả? Ảnh vừa mới ra thị trấn có công việc rồi, chiều mới về. Cũng bằng tuổi với nhau mà sao nhìn cô giống chị hai của Minh quá à? Tội nghiệp. Nghe nói đâu hồi nhỏ cô bị dì ghẻ đánh đập, lớn lên á thì bị ép gả cho người đàn ông đáng tuổi cha của mình. Về làm vợ á thì lại bị hành hạ. Hèn chi thân tàn ma dại như vậy. Xin lỗi, tôi xin phép vào nhà làm việc. Nè, sao cô mất lịch sự quá vậy? Mình đi vắng thì cô phải thay mặt mình tiếp tôi chứ. Tôi không biết Giang có ý định gì. Những lời Giang nói rất khó nghe. Tôi không thích nói chuyện với những người hay gây sự. Cô sợ tôi sao? Tôi không có cái gì để sợ cô hết. Nhưng mà tôi cảm thấy phiền. Phiền vì phải nghe sự thật hả? Mỗi ngày cô có soi gương không? Cô thấy mình xứng với mình chỗ nào? Cô chỉ là một người đàn bà vô học, một đời chồng, một đứa con. Còn Minh là trai tân, là người có học lại thành đạt nữa. Hai người chẳng xứng chút nào. Rồi một ngày chắc chắn là Minh sẽ chán cô thôi. Nếu như cô có lòng tự trọng thì rút lui đi. Bám theo một người để sống như vậy, cô không cảm thấy là quá tồi sao? Cô không có quyền xúc phạm tôi. Chuyện của tôi và anh Minh không có liên quan gì tới cô hết. Sao cô biết là không liên quan? Ngày xưa tôi với Minh từng là một đôi nổi tiếng trong trường. Nếu như không có Tùng xen vào thì bây giờ vợ của Minh là tôi, chứ không phải là cô. Cô cứ mãi đổ tội cho Tùng. Nhưng tôi nghĩ chính cô mới là người thay lòng đổi dạ. Cô chê Minh nghèo nên đi lấy Tùng. Giờ thì cô hãy để cho mình được yên. Cô nghĩ là tôi cam tâm nhìn hai người đến với nhau sao? Cô có dám cạnh tranh công bằng với tôi không? Tôi biết là mình chỉ thương hại cô thôi. Người mà mình yêu thật lòng chính là tôi. Cô không tin lời của tôi sao? Vậy tôi sẽ làm một phép thử cho cô coi, để chứng minh cho cô thấy là tôi và Minh mới là một cặp trời sinh. Tôi mới xứng đáng với anh ấy. Còn cô, bỏ cuộc đi. Bye bye. Alo. Alo, Minh hả? Giang nè. Alo. Mình có nghe Giang nói không? Sao không trả lời? Alo, Minh ơi. Tôi nghe nè, có gì không Giang? Giang muốn gặp Minh bây giờ, có được không? Sao được, tôi đang dưới quê mà, sao gặp Giang được đây? Giang cũng đâu ở trên Sài Gòn đâu. Giang đang ở thị trấn gần nhà Minh mà. Hả? Giang có chuyện buồn quá nên chạy về đây tìm Minh tâm sự. Bây giờ Giang không muốn sống nữa. Giang đi ra biển nhảy xuống đi. Giang à, bình tĩnh đi. Có chuyện gì từ từ nói, đừng làm bậy mà. Mình biết không, ông Tùng có vợ nhỏ. Hai người đã ngang nhiên thuê nhà ở với nhau rồi. Giờ
Rồi bây giờ Giang như phát điên lên vậy đó, không biết phải xử lý như thế nào đây. Giang chạy xe về đi một mình mà không biết là tại sao Giang lại về đây tìm Minh nữa. Giang hãy bình tĩnh lại đi. Bây giờ nói cho Minh nghe Giang đang ở đâu, tôi sẽ tới liền. Hình như là Giang đang đậu xe trước một quán ăn viên biển. Là quán biển nhớ đó Minh. Quán đó tôi biết. Giang đợi tôi một tí nha, tôi tới liền. Đừng có khóc nữa, nhớ là đừng có làm bậy nghe chưa. Ông này cũng dễ bị lừa như ngày nào. Tại sao lại có người hiền lành chất phác đến như vậy? Đưa mẹ. Con chuẩn bị đồ đạc xong chưa? Dạ, xong rồi mẹ. Mẹ, mẹ cho con đi chơi với Rosie vài ngày nha mẹ. Lâu nay con cũng khổ nhiều rồi. Bây giờ là lúc con được hưởng phước. Rosie là một người tốt, dù khác biệt về văn hóa, nhưng mẹ biết mình không nhìn lầm người đâu. Mẹ, con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Nếu không có sự ủng hộ của mẹ với mấy đứa nhỏ, chắc con không đủ can đảm tới với Rosie. Mẹ chính là cặp mắt của con. Con tin vào những lời nhận xét của mẹ. Rosie tới kìa con. Dạ. Dạ, chào bà. Chào ông. Dạ. Nhớ chăm sóc cho con gái tôi. Đây là lần đầu tiên nó xa nhà, đi với một người đàn ông khác, mà khi không có tôi và con trai của nó. Dạ, xin bà cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho các chú đáo. Dạ, xin phép bà. Thôi, đi đi. Mẹ chúc con và Rosie đi chơi vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn bà. Ừ, thưa mẹ con đi. Dạ, bà để cháu. Cảm ơn bà. Đi cắt. Chỉ cần nhìn thấy con Cát và thằng cháu ngoại con yên bề gia thất, dù có đi xa, con cũng cảm thấy an lòng. Cảm ơn trời Phật luôn phù hộ độ trì cho gia đình con. Giang đừng có khóc nữa, có chuyện gì từ từ nói cho tôi nghe. Lau nước mắt đi. Có người phụ nữ nào mà bất hạnh như Giang không? Nhìn vẻ bề ngoài ai cũng tưởng Giang là một đại tiểu thư, con nhà giàu, lấy được chồng thành đạt. Nhưng có ai hiểu là Giang chứ phải sống trong một cái địa ngục không lối thoát như vậy. Bộ chuyện vợ chồng của Giang căng thẳng lắm hả? Chẳng lẽ hai người không vì con bỏ qua mọi chuyện để sống hạnh phúc với nhau được sao? Từ lúc biết mình đã có thương, Giang đau lắm. Nhưng rồi tự nhủ vợ chồng còn là duyên số, không thể nào cưỡng cầu được. Giang đã cố quên mình đi. Về nhà Giang đã làm lạnh với Tùng, cũng chỉ vì con mà cho anh ta một cơ hội. Tùng cũng đóng kịch yêu thương vợ con trước mặt mọi người. Nhưng cuối cùng Giang mới phát hiện ra thật sự là Tùng đã có vợ nhỏ. Sao thằng Tùng nó có thể tệ như vậy được chứ? Trải qua bao sóng gió, nó phải biết quý trọng gia đình của mình chứ. Nó làm như vậy không chỉ có lỗi với Giang,
mà nó còn có lỗi với con trai của nó nữa. Tùng dám đánh đổi cả Giang và con chỉ vì một cô sinh viên. Khi phát hiện ra thì họ đã thuê nhà sống chung. Giang như chết đứng, Giang không thể làm gì cô bé kia. Vì cô ta còn quá nhỏ, chắc chắn là bị Tùng dụ dỗ. Nghĩ cho cùng, cô ta cũng là nạn nhân giống như Giang thôi. Giang nghĩ như vậy là phải. Có nhiều người ghen quá, đánh đập, hành hạ nhân tình. Cuối cùng thì sao? Người thì bị thương tích, người phải đi tù. Giang chạy một mạch từ Sài Gòn về đây, không ăn uống gì hết. Giờ mới thấy bụng đói cồn cào. Lúc nãy khi mà Minh chưa tới, Giang có gọi đồ ăn rồi. Nếu vậy thì bây giờ Giang ăn đi nha. Hôm nay Giang muốn say một bữa, say để quên hết những chuyện buồn. Mình à, nhất định mình phải uống với Giang nha. Giang à, mình không nỡ bỏ người bạn trong lúc này, nhưng mà mình cũng không thể uống say, bởi vì mình còn phải chạy về nhà nữa. Thôi được, mình uống được bao nhiêu thì uống, Giang không có ép đâu. Mình về rồi Giang tìm khách sạn nào gần đây ngủ một giấc, rồi mai lại về Sài Gòn. Để mình gọi điện thoại về nhà để báo cho mọi người biết, để ở nhà khỏi phải trông. Ngoại hả ngoại? Mẹ con đi chưa ngoại? Về hả ngoại? À, Thương đâu rồi ngoại? Con muốn nói chuyện với Thương một tí. Thương ra ngoài muốn gì vậy ngoại? Ngoại à, ở nhà ngoại với Thương ăn cơm trước đi, khỏi phải đợi con. Con đi gặp một người bạn. Tụi con ngồi uống với nhau vài chai nên con về trễ một tí. Dạ, dạ con biết rồi, con có sai đâu mà. Dạ, vậy hả ngoại? Dạ. Giang cũng đừng uống nhiều quá, ăn một chút gì đi. Đang đói bụng mà uống nhiều như vậy dễ say lắm đó. Cảm ơn Minh đã chịu ở lại với Giang trong lúc này. Giang thực sự không biết tại sao mình lại chạy về đây. Có lẽ trong đầu chỉ nghĩ tới Minh là người có thể chia sẻ nỗi đau này với Giang thôi. Dù gì chúng ta cũng là bạn của nhau mà. Nhìn Giang như vậy mình cũng buồn lắm. Mình đâu có nỡ bỏ Giang một mình như vậy. Đây nè, mình cũng ăn một chút gì đi. Mà nè, mình uống vài chai thôi rồi về. Giang không có ép mình phải uống nhiều đâu. Mình đi đường xa mà có chuyện gì là Giang ân hận suốt đời đó. Cảm ơn Giang đã thông cảm cho Minh. Nhưng mà Giang phải hứa với Minh là uống ít thôi. Ăn uống xong Minh sẽ đi tìm khách sạn để cho Giang vào nghỉ. Mình phải đưa Giang vào khách sạn thì Minh mới yên tâm mà đi về. Nhờ có người cho Giang trút tâm sự mà Giang cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Uống đi. Cô ta nói đúng mà,
mình có chỗ nào xứng với mình đâu. Có khi nào tình cảm không dành cho mẹ con mình chỉ là sự thương hại thôi. Lại ra đây. Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy? Ừ, mẹ không có khóc, tại vì cát bay vô mắt mẹ thôi. Mẹ nói dối con, mẹ khóc thiệt mà, mắt mẹ sưng húp rồi kìa. Ai làm mẹ buồn vậy? Mẹ với cậu Minh cãi nhau hả? Đâu có, mẹ với cậu Minh có bao giờ cãi nhau đâu. Vậy tại sao mẹ ra đây ngồi khóc? Bà cố kêu con đi kiếm mẹ kìa. Thôi chết, mẹ đã làm cho bà cố lo lắng rồi. Mẹ con mình đi về đi. Mẹ nói thiệt cho con nghe là mẹ không sao chứ? Mẹ không sao, tại vì mẹ nhớ ông bà ngoại quá thôi. Con cũng nhớ ông ngoại nữa. Hôm nào mẹ với con ra ngoài thắp nén nhang cho ông bà ngoại nha mẹ. Mai mẹ con mình đi, mình về thôi. Đi. Dạ. Đi con. Mình uống có bao nhiêu đâu sao thấy đầu óc mình quay cuồng như thế này. Đàn ông gì mà dở tệ, chưa tới hai chai mà đã sai rồi. Minh. Đây là chiêu cuối cùng. Nếu như mà tôi còn không chiếm đoạt được anh, tôi sẽ bỏ. Con à, hồi chiều nó báo ngoại rồi, nó gặp bạn bè rủ nhau lên thị trấn á, chắc là uống vài chai rồi về thôi mà, con đừng có trông. Ngoại cũng biết là anh Minh ảnh không có uống được rượu nhiều mà ngoại, lỡ anh say rồi thì làm sao mà chạy xe về được. Thằng Minh á là đứa biết kiềm chế, nó không để cho mình say bét nhè đâu. Ngoại mệt, đi ngủ trước đây. Con á, canh chừng chút nữa, rồi con gọi thử coi nó ra làm sao. Nói nó, nếu mà nó sai quá thì ngủ trên thị trấn đi, mai về cũng được mà. Dạ. Ừ. Mẹ à. Ừ? Mẹ thương cậu Minh nhiều hơn thương ba đúng không?
Em đang lo lắng nhiều lắm phải không? Em có biết, chính vì điều này mà anh càng trân trọng và yêu quý em nhiều hơn không? Em như cô gái mới biết yêu lần đầu. Tình yêu của em thật là trong sáng cát rồi. Cảm ơn Chúa đã mang em đến cho anh. Anh chính là tình yêu đầu tiên của em. Em không nghĩ là mình sẽ được yêu. Không bao giờ em dám tin là có một người đàn ông sẽ yêu một người như em. Với anh, em là một người phụ nữ hoàn hảo nhất thế giới này. Em hãy mạnh dạn, hãy tự tin về con người của em. Anh là người đàn ông thật sự may mắn khi có được tình yêu của em. Anh hả? Em nè. Sao giờ này anh chưa về tới nhà nữa? Alo, anh Minh. Alo, anh có nghe em nói gì không vậy? Anh về tới đâu rồi? Xin lỗi cô. Hôm nay anh Minh không về nhà được. Tôi với Minh đang tạm qua đêm ở một khách sạn. Minh sai quá nên Giang đưa Minh vào đây ngủ. Sáng dậy nhớ ra quán lấy xe về. Giờ Giang chạy về Sài Gòn luôn. Trải nghiệm Vion VIP chỉ 9.000 đồng. Tải app và đăng ký ngay.